Quý vị nhớ bài này không ạ? Anh không thèm ăn xôi của bà Bắc Xôi đâu nha. Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa. Đèn khuya điêu hiu, lay lắc soi bên hè. Nghe mắt đai bao dòng lệ cay đắng. Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em thường mộng mơ. Dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài. Đời đắng cay khi lòng đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo chân em. Phút giây dài khờ một ai nỡ mai cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em thích nữa. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Gì cho em khi không được bên em, thà làm đau chính anh hơn gánh trên ngàn lần. Còn ở trong tay em đau đớn vì ai? Trong bóng tối ai biết lời khuyên cầu mang đến em? Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân đã lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Trăm ngàn lần còn ăn trong tay em đau đớn.